Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Một vòng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, ta ngồi đây, chúng ta ngồi đây. Không nói gì, không nói gì, chỉ cần biết chúng ta ngồi đây. Trái đất tròn, không gì là không thể. Và tình yêu được sinh sôi trên quả địa cầu này. Tất cả mọi người đi một vòng địa cầu sẽ lại gặp được nhau. Thì điểm kết cuối cùng sẽ là điểm xuất phát. Thưa quý vị, tình yêu là thế. Hãy cùng theo dõi tình yêu và quả địa cầu cũng là vật dụng mà thí sinh sau đây đã lựa chọn được. Thưa quý vị, Lộc Vương. Đang ngủ thì mình nhận được nhiệm vụ của tuần này. Chỉ trong một phút thôi mình sẽ phải thực hiện liên hoàn 3 động tác. Mỗi động tác là 30 lần. Nhưng mà quá là đau luôn. Phải đến lần thứ 5 thì mình mới vượt qua được cái thử thách này. Mình là sẽ phải nhảy như cả một cái quả địa cầu. Mình thì rất là cao, trong khi mà bạn nhảy thì rất là thấp. Để mà giữ được cái quả cầu rất là khó. Mình luôn luôn căng thẳng làm sao để giữ cho quả cầu đừng rơi. Và cái điều đấy nó ảnh hưởng là rất nhiều cho đến cái diễn xuất của mình. Mình sẽ phải cố gắng cực kỳ nhiều thì mới mong vượt qua được. Quái kiệt trong làng nhảy múa luôn á. Vâng, thưa quý vị, nếu xem tiết mục này là tiết mục sẽ được giám khảo dành tặng cho tiết mục hay nhất trong tuần thì quý vị hãy soạn tin nhắn BN khoảng cách 08 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Xin mời Lan Khuê. Với đạo cụ là quả địa cầu, theo Lan Khuê đánh giá đạo cụ này rất khó để thể hiện, mà các bạn đã tận dụng cái hình dáng tròn của nó để có những cái động tác tương tác với nhau, xoay vòng tròn. Việc mà bạn nằm xuống xong các bạn đưa chân lên, các bạn đẩy đây đẩy cái cầu. Nếu là một người có kỹ thuật tốt thì họ sẽ làm điều đó một mình. Đương nhiên bạn không đủ cái level để có thể làm điều đó, nhưng mà rất là thông minh khi mà nhờ chính bạn diễn của bạn hỗ trợ cho cái chiếc cầu lăn 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 lăn. Lan Khuê rất là đánh giá cao cái sự thông minh của hai bạn trong việc xử lý cái quả cầu này. Mời John. John cũng muốn nói Tân Nguyễn dựng một cái bài rất là hay cho các em. Nếu mà một bạn sai một động tác thì nguyên cái bài này bể luôn. Tụi em thể hiện cái bài này xuất sắc. Cảm ơn John. Và anh Đàm. Đúng là có quá nhiều động tác khó. Là một em giữ được cái quả bóng rất là tốt. Nhưng mà anh theo nghĩ là cái đạo cụ nó có thể quá khó để cho có một ý tưởng nào đó nó thật là xuất sắc để mình bùng nổ thì vẫn chưa có. Theo anh, nếu như mình tính được cái quả cầu này ha, mình làm một cái trái bự luôn, bự khổng lồ luôn, đi được trên đó luôn thì nó sẽ, hoặc là em diễn được chắc bình lần sư đồng họ làm nhiều. Hoặc là một người giữ một người đi cũng được vậy. Với dancer có cách làm đi nó được trơn á, không khó. Có nhiều cái trò để tụi em làm hơn. Em hiểu cái ý của anh. Trái đất cũng là như một nhân vật trong cái bài này. Thì nhiều lần mình không có tập trung về dancer, mình tập trung về trái đất. Thì mình thấy cái sự khó tụi em thể hiện tốt, nhưng mà nó chưa có cái đã, đúng không? Đúng rồi, cái bùng nổ đó, một cái chìa khóa nhỏ thôi đó. Thật sự mà nói đúng, nếu như theo ý của anh Đàm Bình Hưng nhé,
cái trái đất này mà chúng ta khuếch đại nó ra để nó đủ che đi một trong hai bạn, nó sẽ là một vách ngăn cực kỳ tốt để chúng ta tạo ra cái không gian để mình diễn ở đó. Yeah, tôi nghĩ đó là cái góp ý thôi. Và bây giờ chúng ta hãy xem số điểm họ nhận được là bao nhiêu từ giám khảo nhé. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. À, nếu như anh mà biết trước được em có cái quả bóng này, anh sẽ có thể giúp idea cho em được ghi điểm với không phải riêng anh mà tất cả công chúng khác nữa. Em có thể mặc áo dài dạy cho học sinh biết bản đồ Việt Nam nằm đâu và Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam đó, nó sẽ ghi điểm rất là mạnh luôn. 8 điểm. Đại Lan Khôi điểm 9 cho sự thông minh của các bạn, 9 điểm. Và John Huy Trần 9 điểm. Thưa quý vị, điểm trung bình từ giám khảo sau hai lần cho điểm là 7,8. Cũng không cao lắm hen. Thì hy vọng là mình phải giảm cân tốt nhé. Xin mời bạn về bàn cân. Chúng ta có cân nặng cũ của bạn ấy là 70,5 kg. Tôi không muốn bạn ít ký hơn tôi. Cân nặng mới là 67,6 kg. Bạn ấy giảm được 2 kg chín, tương đương với 4.1%, tổng điểm 11.9. Bạn nỡ lòng nào ốm hơn tôi 4 lạng. Bây giờ tôi 68 kg mà bây giờ tôi còn, trời ơi, nhục nhã. Một MC đứng đây mấy tuần liền cuối cùng mập hơn thí sinh. Còn mặt mũi gì? Còn mặt mũi gì để tôi dẫn những chương trình còn lại nữa? Không, mặt tôi rất dày, tôi vẫn dẫn chương trình thưa quý vị. Cảm ơn bạn. Đây là một cái phiên bản thành công của chương trình thưa quý vị. Một cuộc đời mới của bạn ấy. Rất là đẹp trai. Tôi nghĩ là khi mà bạn Lộc Vượng này quay về nhà với vợ bạn ấy sẽ có nhiều đứa bé ra đời, hiểu không? Một người chồng mới quá đẹp trai, phải không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, và tính đến thời điểm bây giờ thì hiện nay Ngọc Khánh đang giữ số điểm cao nhất là 12,8 và bạn Lộc Vượng đang giữ số điểm thấp nhất là 11,9. Nhưng mà tôi nghĩ 11,9 cũng là một số điểm cao. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.